để góp phần vào thành công của Ngày hội Dân hóa Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Già Cổ Quài Lan năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2022. Các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, tham quan của các đại biểu và du khách. Hiện thành phố có 22 khách sạn, 28 nhà nghỉ phục vụ cho số lượng khá lớn du khách đến lưu trú cùng một thời điểm các đơn vị lưu trú hiện đang rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất xịt thuốc khử khuẩn kiểm tra hệ thống an ninh phòng cháy chữa cháy đảm bảo hoạt động tốt theo đúng quy định quy trình kiểm tra ở tất cả các khâu diễn ra thường xuyên luôn được duy trì ổn định sẵn sàng đón một lượng lớn đại biểu và du khách đến tham gia ngày hội và lễ hội các cơ sở lưu trú cũng đã niêm yết giá phòng trước trong và sau ngày diễn ra sự kiện với phương châm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố bạc liêu đã sẵn sàng các khâu với mong muốn để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Ngày hội dân hóa du lịch bạc liêu và lễ hội già cũ Quài lan năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh về đất và người bạc liêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, du lịch của tỉnh.